Ngày 6 tháng 7 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 78-2000-QDTTG thành lập Cục Xúc Tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương. Qua 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động xúc tiến thương mại đã ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Với nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, Cục Xúc Tiến Thương mại đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt trên 3.200 đề án các quốc gia về xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí hỗ trợ lên 2.100 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ 71.600 lượt doanh nghiệp giao dịch và ký kết với tổng trị giá hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị hợp đồng mua bán hàng hóa, đại lý tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước, doanh số bán hàng đạt gần 2.200 tỷ đồng tổ chức 6 lần chương trình thương hiệu quốc gia và công nhận 375 lượt doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Xác nhận đăng ký cho hơn trên 7.700 chương trình khuyến mại, xác nhận giám sát và tổ chức 471 hội trợ triển lãm thương mại ở nước ngoài, vân vân. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động Cục xúc tiến thương mại quyết tâm triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại thương hiệu, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế ngay tại Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của Việt Nam và nước ngoài, thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại, tăng cường và thắt chặt hơn nữa các quan hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, vân vân. Qua 20 năm hình thành và phát triển, cục xúc tiến thương mại đã vinh dự được nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng 3, 4 năm cờ thi đua chính phủ, vân vân.